Vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên 9 giờ trên ô tô, tạm giữ phương tiện, triệu tập tài xế. Công an đã triệu tập tài xế và tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ vụ bé 3 tuổi, học mầm non, bị bỏ quên 9 tiếng trên xe ô tô, xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe ô tô nhiều giờ đồng hồ, mà báo đã đưa tin sáng ngày 16 tháng 9, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm. Cơ quan công an đã triệu tập tài xế hợp, người điều khiển chiếc xe bỏ quên cháu bé lên làm việc, đồng thời công an cũng tạm giữ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Trong một diễn biến khác, sáng ngày 16 tháng 9, ông Nguyễn Xuân Ninh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Du, Bắc Ninh cho biết, trong sáng nay, ông đã chủ trì cuộc họp khẩn liên quan đến vụ bé 3 tuổi bị bỏ quên trên xe. Tuy nhiên nội dung cụ thể của cuộc họp, ông Ninh nói sẽ thông tin lại sau. Trước đó như đã đưa tin, khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 9, ông hợp điều khiển xe ô tô đi đón trẻ đến trường mầm non của vợ chồng ông thuộc huyện Tiên Du. Bắc Ninh. Tuy nhiên sau khi đón trẻ đến trường, ông đã bỏ quên một bé trai 3 tuổi trên xe, trong thời gian từ 7 giờ sáng đến 15 giờ chiều, khi phát hiện vụ việc, cơ sở mầm non này đã đưa cháu đến bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để cấp cứu. Nhưng do tình trạng cháu có nhiều bất ổn, nên gia đình đã chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Trong tình trạng lơ mơ, sốt cao, hạ đường huyết, sau ba ngày điều trị tại đây, hiện cháu đã tỉnh táo, có thể tiếp xúc được với bố mẹ. Liên quan đến vụ việc này, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện đang điều trị, chăm sóc cho cháu bé này, thông tin cụ thể về quá trình cấp cứu. Điều trị cho cháu, trưa nay ngày 16 tháng 9, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ thông tin cụ thể tới báo chí. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.